Lâu quá. Bảo tới yêu quá tới rồi. Là em mưa bay nhà rồi con. Bay nhà rồi hả? Kệ đi, mưa cho mát. Bình thường nóng quá, mưa vài ngày thì nó mát bớt. Chúng ta sẽ làm cho cô cái bài số 2 này ha. Bài số 2 này mình mới vừa học với lại các cái control rồi. Nên ta sẽ làm vào, chúng ta làm thử cái bài số 2 này giùm cô. Chờ các bạn vào thì cô sẽ thiết kế cái form trước ha. Cô sẽ thêm cái form số 4 đi. Form 4. Bạn nào thiết kế rồi thì ngồi làm thử giùm cô, chờ các bạn vào cô sẽ thiết kế cái bài này ha. Các phép tính đơn giản. Đưa vào hai số nè. Hai cái checkbox. À, bà nó có hướng dẫn cho em thiết kế đó, để cô thiết kế giống như trong này ha. TT number 1. Em giữ phím control, cái em kéo đi để sao chép. Cái này là TT number 2. Rồi, ở đây có một cái group box ha. Đưa vào 1 2 3 4 5 2 4 5 cái ra ông bê tông. Chọn phép tính nè. Group box. Cho các bạn nghe tiếng mưa cho có tí âm thanh. Mưa này mà ăn lẩu sướng nha. Chọn phép tính.
cái label kết quả này nè, thì mình chỉnh lại cho cô cái border style với là auto size cho nó ha. Label kết quả thì chỉnh lại cho cô cái auto size and font border style của nó. Rồi cái radon bê tông này mình đặt tên lại cho nó. Cái này là radon bê tông S ha. Radon bê tông. Nhân. Ổn các bạn, ổn thì cô khép cửa lại cho các bạn khỏi nghe tiếng mưa. Yeah nè. Rồi phần trăm. Rồi giờ mình sẽ làm cái bài này ha. Khi mà người ta nhấn vào nút tính á, thì sẽ xem thử là người ta cộng trừ nhân chia gì đó để lấy kết quả đưa ra đây. Vậy thì mình sẽ phải làm hai công việc. Công việc thứ nhất là gì các em? Công việc thứ nhất sẽ là lấy cho cô được hai cái số 1, số 2 ha, ép sang kỹ số để tính toán. Rồi, công việc thứ hai là mình sẽ xem người ta sử dụng phép tính gì, mình thực hiện cộng trừ nhân chia tương ứng để mình xử lý. Đó. Thì bây giờ cô sẽ khai báo hai cái biến, ba cái biến. Biến số 1, biến số 2 và biến kết quả, đúng không? Ha. Vậy là cô sẽ nó viết trong một hàm thôi. Click này thôi cho nên các bạn khai báo biến cục bộ được. Ha, nếu mà nó có hai phương thức thì mình mới viết biến toàn cục để viết biến cục bộ cũng được. À, số này có quy định số gì không? Có quy định là integer hay là số nguyên đi. Ha. Thì đây cô sẽ đi vào, cô sẽ khai báo hai số nguyên. Ha. Int số 1 số 2. Kết quả thì mình để double đi ha. Rồi gán giá trị vào cho hai số này thì số 1 sẽ bằng cái test box, lấy giá trị từ test box nè, txt chấm test ha. Thằng này là test, thằng này là integer s kiểu
thì các em sử dụng cho cô integer chấm vào các kiểu cho nó ha. Rồi số 2, nếu mà các em không dùng integer, một số nơi người ta dùng hàm convert ha, chấm to integer ha, 32 bit, đưa vào cái TXT number nè, number 2 chấm test đó. Hai cách, cách nào cũng được ha. Các em muốn dùng hàm integer.bus hoặc là convert.toInteger đều được. Một trong hai cách, cách nào cũng được hết. Rồi, bây giờ mình đi vào mình kiểm tra. Nếu như mà cộng thì kết quả của mình là bằng hai cái đó cộng, trừ nhân chia ha. Bài này nó có rất nhiều cái mở rộng nha các em, nên cô sẽ mở rộng từ từ cho các bạn nè. Cộng thì cô kiểm tra để nó khỏi báo nó mệt này, mình cho bằng không tiếp đi. Nếu như mà cộng thì làm gì đó, tại sao biết cộng các em, thì là thằng radon bê tông này được chọn đúng không? Nếu như mà radon bê tông cộng được chọn, được chọn là check it đó. Nếu như mà radon bê tông được chọn thì lúc đó kết quả của mình sẽ bằng hai cái số đó cộng lại, thì cái kết quả sẽ bằng số 1 cộng số 2 ha. Hai thằng này là integer, cho nó ép sang kiểu double ha, để chung kiểu liệu với kết quả đó. Rồi else ngược lại, nếu như mà nó không được chọn thì cô lại cho một cái if tiếp, nếu như mà cái trừ được chọn thì là cái radon bê tông trừ ha. Nếu như mà cái radon bê tông trừ được chọn nè, thì mình lấy hai thằng này trừ nhau. Rồi nhân kia tương tự ha. L, nếu như mà ra đến bất tông nhân rồi chia nè, chia thì bắt trường hợp chia không nha ha. Bây giờ mình đã nhân rồi thì giờ chúng ta qua cho cô chia nè, L if tiếp. Nếu như mà radon bê tông chia được chọn khi mà chia, mình có chia nguyên và chia phần trăm. Cô chia nguyên trước đi. Ta đang bê tông mốt, thì kết quả bằng số 1 chia số 2 đó. Mà khi thực hiện chia module chứ, chia thì nó đâu có về double, nó về integer đúng không? Mình ép qua double chơi vậy thôi. Nhưng mà khi mà ép qua double thì các bạn có thể các bạn định dạng lại cái chủ của nó ha. Rồi ngược lại thì sẽ là cái gì? Ngược lại là chia nè.
ha. Chia double. Rồi bây giờ nè, chia thì phải xử lý trường hợp là chia không, module cho không. Cho nên hai thằng này nè, nếu như mà số 2 bằng 0 thì bắt qua cái xử lý ngoại lệ cho cô. Còn nhớ cú pháp bắt xử lý ngoại lệ không các em? Thì nếu mà mình muốn bắt xử lý ngoại lệ như vậy thì những cái này cô đưa vào khối lệnh try hết, đúng không? Những cái này cô đưa vào khối lệnh try hết để cô bắt xử lý ngoại lệ. Try. Này. Thì mình sẽ có một cái xử lý ngoại lệ là format exception, định dạng sai. À. Ở đây của cô sẽ hiện một cái thông báo message box chấm show sai định dạng. Một cái nữa exception, mình bắt cho cô cái lỗi. Đây cô sẽ đưa ra cái lỗi đó. A message. Và cái lỗi này là lỗi gì? Nếu mà chia không ha. Cô sẽ bắt cái lỗi chia không. Ủa nếu mà cái lỗi chia không thì mình đâu cần bắt cái exception này. Mình bắt luôn cái divide by zero luôn đúng không? Thì cô bắt cái này đi, divide by zero đi. Ha. Xem được không? Lỗi chia cho không. Rồi. Bây giờ mình xem giùm cô nè. Hồi nãy cô chỉnh qua chạy form 4 chưa các bạn? Như chưa. Nó đang vẫn chạy form 3 ha. Giờ cô kiểm tra nếu mà cô nhập vào hai số đi. Số 1, số 3, ủa kỳ vậy. Cộng ha. Nhấn tính. À xin lỗi các bạn, chưa hiển thị kết quả ha. Sau khi mình làm xong thì mình phải hiển thị kết quả ra test box. Thì sau khi có kết quả rồi đó, xong cái if này rồi thì mình sẽ hiển thị kết quả. Của thằng đóng mặt này của thằng nào vậy? Ha. Thì cô sẽ hiển thị kết quả ra cái label. Chấm test sẽ bằng kết quả chấm toString f kiểu của chuỗi. Đó. Năm, bảy cộng nè. Ha, 12 trừ nhân chia. Đó, chia phần trăm ha. Ủa sai vậy, 5 chia 7 thì phải bằng 0 chứ. Số 1 phần trăm cho số 2 ha, là bằng 0. Ủa sao ra 5 các bạn? Một chấm check. Lấy số 1 chia số 2 phần trăm cho số 2. 5 phần trăm cho 7 là bằng 0 nè. Integer phần trăm integer bằng 0. 0 mà chuyển qua double thì cũng là 0.0.
Thế sao bằng 5 hay vậy? Lỗi đâu ta? Chia lấy dư số 1% cho số 2. Chẳng lẽ cái lỗi ép kiểu sang double đó, ép kiểu sang double chỉ để cho mình không bị sai về lỗi. Số 1% cho số 2 đúng rồi nè. Lỗi đâu các bạn? Số 1 chia số 2 này đúng rồi nè. Này mình muốn lấy chia lấy dư thì số 1 mình ép kiểu sang double. Sau đó là nó sẽ là dạng double nè. Rồi, mình chia số 2 để ra double tương ứng. Còn thằng này chia lấy dư số 1% số 2 để lấy dư. Sau khi chia lấy dư rồi, lẽ thằng double này có vấn đề à? Không. À đúng rồi, cô xin lỗi. 5 chia 7 bằng 0 dư 5 đúng rồi. Trời ơi, tẩu hỏa nhập ma rồi. Ha. Rồi bây giờ xem giùm cô nè. Hồi nãy chia 5 chia cho 7 á. Nó ra nè. Như đây, bây giờ cô muốn làm tròn. Cô muốn làm tròn hai số thôi, ba số thôi để hôm sau các em làm tiếp cho cô cái bài sau này nè. Ủa bài sau hay bài trước? Có một cái bài so sánh đó. Đây nè, để làm tiếp cho cô bài này nè. Nếu mà mình thực hiện phép chia, đóng cửa lại thì nóng quá. Nếu như mà thực hiện phép chia á, thì khi mà cái bài hướng dẫn cho các bạn là cái bài này nè. Chia thì nó sẽ có chia xấp xỉ, mà mình muốn trả lời đúng với lại cái kết quả đoán á. Bài này là bài đoán, là nếu mà lấy 5 chia cho 7, nếu mà lấy 5 mà chia cho 7 mà ra như đây á ha, thì làm sao mà đoán đúng hay sai được, nó luôn luôn trả về sai ha. Thì mình cho làm tròn hai số ba số thì lúc đó cái kết quả của em phải làm tròn để so sánh làm tròn đó. Để các bạn làm bài này giùm cô ha. Thì bây giờ cô muốn là làm tròn hai số thập phân thì sao? Thì đây mình dùng cái gì? Stream.format đúng không? Làm tròn, ôn lại bài làm tròn luôn ha. Để làm tròn thì thay vì cô lấy cái kết quả cô ép sang kiểu chuỗi bằng chấm to string, cô dùng hàm gì các em? Ôn bài hôm trước nè. Label chấm test sẽ bằng string.format đúng không? String.format này, format gì ở đây? Mình sẽ cái kết quả mình làm tròn cho nó hai số hợp phân này là kết quả nè. Đó. Rồi trong này làm tròn hai số thập phân thì cô sẽ chừa cho nó một cái chỗ trong này để in cái kết quả vào đây. Mà kết quả vào đây cô sẽ làm tròn hai số thập phân 0.00. Đó. Nên lúc nào kết quả của mình trả về cũng được làm tròn hai số thập phân hết. Cô lấy 5 nè, chia cho 7 ha, bằng 1 bằng 0 phẩy mấy đó, 0,71 làm tròn. 5 chia 7 bằng 5 đúng rồi nè, ha, dư 5 ha. Đó là mình làm tròn cho cô cái xử lý. Bây giờ cô đưa vào đây bằng 0 ha. 5 chia cho 0 ha thì nó không mắc lỗi ha. Nó thực hiện nè, lấy 5 chia 0 nó ra cho mình là cái gì? Không chia được nè, nhưng mà nó không mắc lỗi. Thì sẽ có một số trường hợp như vậy ha. Cô cũng giải thích được vì sao sao đây nó lại không mắc lỗi nữa. Nhưng mà sẽ có một số trường hợp là mình lấy, tại vì mình thực hiện lấy 5 5 để cô xem. Chuyển qua double rồi mới chia. Ha. Năm chia không đó, tại vì ấy, giống như là chuyển qua double rồi mới chia thì nó bị sao đó. Chứ còn nếu mà để hai số nguyên chia với nhau thì nó bắt được cái chia không, nó báo lỗi divide by zero. Nhưng mà khi mà cô chuyển qua double
ha, cô chia ép kiểu này nọ xong nó không bắt được cái lỗi đó, nó vẫn chia nhưng mà nó chia không được ha. Thì đây đây chúng ta sẽ có là gì, những trường hợp nó như vậy thì mình sẽ bắt lỗi sao các em, bắt lỗi tự định nghĩa đúng không? Cô lấy 5 cô ép sang kiểu double để cô chia thì đến lúc này nó lại không bắt lỗi chia không, nó vẫn lấy kết quả chia không được, nó in ra kết quả cho mình, nó không phải báo lỗi nữa. Thì bây giờ cô muốn 5 chia không nó sẽ báo lỗi ha, thì cô sẽ bắt cái lỗi gì tự cô định nghĩa luôn. Lỗi tự định nghĩa là lỗi gì? True. New exception. Đó. New mới một cái xử lý ngoại lệ ha. Cô sẽ new mới một cái xử lý ngoại lệ như sau. Ủa, kiểm tra đâu? Thêm cái kiểm tra nữa ha. Nếu như mà số 2 bằng bằng 0 thì mình mới bắt đầu nếu mà số 2 mà bằng 0 thì lúc đó cô hiển thị một cái xử lý ngoại lệ ở đây. Số 2 phải khác 0. Cô bắt như vậy. Nếu mà cô bắt như vậy thì ở thằng này nè, cô phải thêm một cái exception nữa. Cô phải bắt khác exception ở đây. Đúng không? Thay vì như vậy, để cô không bắt cái khác exception luôn mà cô biết đó là lỗi gì rồi thì cô sẽ bắt luôn cái khác divide by zero luôn. Ha. True new divide by zero. Đó. Vậy là lúc này nếu mà nó lại ra cái lỗi này thì nó sẽ nhảy qua cái divide by zero cho mình luôn. Ha. Lỗi chia không luôn. Đó. Đỡ phải dùng cái exception thì cô, tại vì cô biết nó là lỗi gì thì thay vì cô là new exception thì cô cho nó là gì, true new divide by zero. Ha. Thằng này đưa ra ngoài đi. Để anh chị các em, nếu mà khác không thì nó cũng phải chia cho mình đúng không? Cô đưa vô trong là trường hợp khác không nó đâu có chia. Đó. Vậy là mình sẽ có được là cái gì? Nếu như mà số 2, số mẫu số 2 bằng 0 thì hiển thị cái message thông báo lỗi cho cô. À, giả sử nè, cô lấy 4 cô chia 0 đi. Nó phải hiển thị cho cô. Ủa sao kỳ vậy? 0. Nếu mà số 2 bằng 0 số 2 của mình là integer là nhảy vào cái đây nằm mình nè, true new divide by zero exception sao ngộ vậy, quay lại cái exception ban đầu ha. New exception. Quay lại cái này thì mình phải thêm một cái exception cho nó. Chia không. Để xem nó có bắt không. Add exception. Hai đi. EX2 chấm message chia nè. À, cô để nhầm, trời ơi, này là mod phải là chia dưới à, cô để nhầm chỗ ha. True new. Nếu mà nó là số chia cho 2 thì mình báo lỗi.
Mà thực chất trên thằng trên này nè, nếu mà chia cho hai nó cũng phải báo lỗi chứ, tại vì cái thằng modem, cái thằng mod nó cũng đâu có chia cho hai đâu, cho nên hai cái này đều kiểm tra trường hợp chia cho hai hết đó. Chạy thử ha, nếu mà số 2 bằng 0 nó báo lỗi nè, đó số 2 bằng 0 thì nó cũng báo lỗi luôn, tương ứng nó báo lỗi hai cái cơ bản như vậy. Mình đã bắt cái gì divide by zero exception rồi, thì xuống dưới đây nó sẽ xử lý, nó catch cái divide by zero cho mình. Không nhất thiết là mình luôn luôn phải throw cái exception nha các em. Nếu mà trong trường hợp giống như bài này, mình chia cho không, mình biết là nó là cái divide by zero rồi đó, nhưng mà do cô ép sang double, cái một số trường hợp nó không bắt ha, nó vẫn chia ra không được thôi, nhưng mà nó không hiểu là một cái exception ha, thì các bạn true mới cho cô một cái exception ha. Nhưng mà ở đây mình không chọn exception nữa, mà mình chọn divide by zero luôn để anh chị các em ở dưới các em khỏi viết thêm cái catch ha. Còn nếu mà các em muốn viết thêm cái catch này nữa thì đây mình bắt new exception bình thường, không sao hết ha. Vẫn có thể để trường hợp là gì, mình cái catch exception ở đây đó. Thì ở đây, ở dưới đây cô gọi nguyên nó lại ha. Thì khi mà cô gọi nguyên nó lại thì nó sẽ là chia không ha, nó báo cái chia không cho mình đó, thực hiện phép chia, nó báo chia không, còn bên này là báo lỗi chia không ha. Bên này nó hiểu, tại vì hai số nguyên chia không, nó hiểu là cái lỗi chia không. Rồi còn bên này cô ép thành double rồi ha, thì nó không chịu được thôi, thì cô tự bắt cái lỗi đó, raise new true new cả new cái exception tương ứng đó, là mình kết hợp cái bài hôm trước đó, mình ôm lại bài luôn. Rồi đóng form còn gì nữa, ông ta làm tròn rồi ha, làm tròn hai ký tự rồi, thì ôm lại cho cô cái format đã mất rồi, đây string chấm format để làm tròn hai ký tự ha. Để chi các em sau này các em sử dụng, các em phải sử dụng nó thì các em mới làm được cho cô cái bài này nha. Bởi vì khi mà người ta chia xong thì ở trên dưới là người ta nhập vào nè, ví dụ lấy 28 trừ 89 nhập vào 61 thì phải so sánh 61 với lại kết quả đúng hay sai để trả về phản hồi. Thì khi mà thực hiện phép chia thì các em phải làm tròn rồi các em so sánh ha. Thì mình sẽ đưa nguyên tắc là nếu mà chia thì được làm tròn bao nhiêu số hợp phân đó, để người ta làm rồi mình so sánh bên dưới ha. Rồi làm tròn, bắt lỗi, so sánh, rồi nút đóng form. Thì khi mà nhấn vào nút đóng thì thoát chương trình, thì các bạn sử dụng cho cô phương thức close nãy mình mới học ha. Close đóng form, nhưng mà cái đóng form này nè, này cô nhấn vào đóng form nó đóng luôn, nó không hỏi gì hết á. Mình muốn nó hỏi thì sao các em? Thực chất đó, các bạn học ở bài sau, nhưng mà tại sẵn đang hướng dẫn nên cô chỉ luôn ha. Mình muốn nó hỏi thì cái đóng form này các bạn sẽ phải viết thêm ở sự kiện nào nữa, ở sự kiện form closing, đúng không? Muốn nó hỏi thì ở sự kiện form closing, form closing nó mất rồi này, chữ F nằm đâu à, cô đang chọn bê tông mà, chọn qua form ha, form 4 nè, chọn form closing này, sự kiện đóng form. Cô hiển thị một cái message box nha, message box chấm show à, câu hỏi bạn có muốn thoát em nè, này message box của cô một tham số thôi à, em message box của cô hai tham số, tham số thứ hai tiêu đề, rồi ba tham số, tham số thứ ba, ủa tham số thứ ba thành không chỉ tham số thứ ba đâu, tham số thứ ba sẽ là message icon. Warning đi, cảnh báo á. Rồi tham số thứ tư, ủa tham số thứ ba là button ha, vậy
Vậy là message box rất tông cảm yes no question. Rồi message box, cái tham số thứ tư là message box icon cảm question. Gom ninh đi. Rồi à, cái dạng message box đó, nó có nhiều loại. Nếu mà chỉ có một tham số thôi thì hiển thị một cái cảnh báo ha, thì hiển thị một cái test mà các em muốn hiển thị ra. Còn nếu mà hai tham số thì nó là cái tiêu đề, ba tham số thì là cho người ta phản hồi bất tông, bốn tham số thì có thêm cái icon ha. Này nếu mà cô đóng form này nó hiển thị cái message box nè, bạn không muốn thoát hay không, tham số thứ nhất, tham số thứ hai tiêu đề, tham số thứ ba là message button nè, tham số thứ tư là icon. Còn nếu như mà ở đây cô chưa có phản hồi gì hết cho nên cô có làm gì nó cũng thoát hết ha. Còn nếu như mà mình chỉ có một message box thôi á, à chưa có thằng nào được chọn hết nè ha. Nếu mà chỉ có một cái tham số thôi thì nó là một cái test thôi, chưa có thằng nào được chọn hết nha các em. Thì ít nhất phải có một thằng được chọn đúng không? Thì ít nhất đã có một thằng được chọn thì ngay tại sự kiện form load ấy. Nè, ngay tại sự kiện form load thì cô sẽ cho cái thằng radion button s.check ha. Đúng ta. À, để làm chi? Để khi mà cái form được hiển thị lên có ít nhất một thằng được chọn. Đây nè, nó được chọn đây. Chứ hồi nãy cô chưa có dòng này á. Hồi nãy cô chưa có dòng này nè. Thì khi mà cô chạy lên á, không có thằng nào được chọn hết. Đó, không ai được chọn hết, lỡ người ta quên nhóm sao? Người ta quên ha, thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ xử lý cộng trừ nhân chia gì đây, nó luôn luôn về cái else cuối cùng là chia, đúng không? Tại vì trong cái chương trình cô viết else cuối cùng là chia, thì nếu mà các em if hết là nó không biết làm gì hết đó. Vì mình sẽ cho một cái mặc định được chọn, ví dụ mặc định được chọn cô là cộng đi, thì ngay tại sự kiện form load cô cho mặc định được chọn. Rồi bây giờ quay lại cái thằng đóng form này, cái thằng này á, mình có chọn yes hay no nó đều không thoát. Thì lúc này cô mới lấy sự phản hồi của nó, cô kiểm tra. Nếu như mà cái message box này á, à, nó người ta trả về là no, à, so sánh nó bằng cái gì đây? Nếu như mà cái message box này mà người ta trả về là no thì mình hủy hành động đóng form này đi, thì lấy kết quả trả về. Cái message box là một dialog resolve thì sẽ là dialog resolve.no nè. Đó. Nếu như mà cái message box đó của cô trả về là cái kết quả của nó là no. Đó. Hồi nãy mình chưa so sánh kết quả thì cái message box này mình có làm gì thì nó vẫn đóng form. Bây giờ cô lấy cái sự phản hồi của người dùng là no hay là yes. Nó là một dialog resolve, là kết quả trả về của nó đó. À, nó là một cái dialog thì mình lấy dialog thì sau là kết quả trả về của nó là no nè, thì sao, hủy hành động đóng form. Thì trong cái form closing á, nó có tham số thứ hai, form closing event agreement e nè, thì lúc đó cô cho e chấm cancel bằng true ha, là không thoát nữa. Thì lúc này khi mà mình chọn yes á, nó mới đóng form. Còn nếu mà mình chọn no á, nó không thoát. À, chọn no thì nó đã hủy hành động đóng form của mình rồi. Còn nếu mà mình chọn yes thì nó sẽ thoát. À, đó là cho các em nhấn ở trên. Còn các em nhấn nút đóng, button đóng ở đây nó gọi sự kiện close. Đóng form thì nó cũng mặc định nó gọi form closing luôn. À, chọn yes nó đóng form đi. Thì đó là mình làm thêm cái phần này vô khi mà đóng form. À, thì mình muốn lấy sự phản hồi của người dùng là có chắc chắn là đóng form hay không, thì mình sẽ viết ở sự kiện form closing ha. Rồi mình gọi mình yêu cầu mình hỏi có đóng hay không. Thì cái message box nó có bốn tham số, cái này các em học ở mấy cái slide cuối á, nhưng mà cô đưa lên đầu luôn cũng được ha. Bốn tham số, tham số thứ nhất là test, tham số thứ hai là tiêu đề, tham số thứ ba là
bottom, yes no, yes no cancel hay gì đó ha. Rồi tham số thứ tư là cái icon nó đi kèm. Mình lấy cái kết quả của cái phản hồi của người sử dụng yes hay no. Nếu mà yes thì đang đóng thì cho đóng luôn ha. Còn nếu mà no đang đóng nè, hủy cái hành động đóng form đi, thì lúc đó mình sử dụng cho cô cái tham số thứ hai của form closing e ha, để hủy hành động đóng form đi, không đóng form nữa ha. Rồi đó là mình xong cái bài này ha. Ta qua học lý thuyết tiếp giùm cô, xem chỗ nào chưa hiểu hỏi giùm cô nha các em. Rồi sau đó thì các bạn về làm hoàn tất những cái bài còn lại, những bài còn lại nếu mà mình các em có thể làm được rồi ha, làm trước đi. Còn bạn nào chưa làm được thì làm lại những bài cô hướng dẫn trên video clip là được. Còn những bài nào mà các bạn chưa làm được thì không sao hết, tại vì mình chưa học thực hành mà, thì hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Rồi cho các em 5 phút để xem bài đó, sau đó cô sẽ chuyển qua học lý thuyết tiếp ha. Rồi, có câu hỏi nào không các bạn? Cô qua phần lý thuyết tiếp ha. Rồi, mình qua phần control tiếp theo cho cô, picture box. Trong cái nhóm các cái control cơ bản ha. Picture box là control cho phép mình lấy một cái bức ảnh đưa lên form. À, thì ở đây cô có cái form tiếp theo. Ở phần số 5 đi. Cô muốn hiển thị cái ảnh lên đây, thì cô dùng một cái control gọi là picture box. À, đây cái control picture box nè. Picture box là control cho phép mình lấy cái bức ảnh mình hiển thị lên. Nhưng mà các em làm việc với picture box lưu ý giùm cô ha. Nắm cho cô các thuộc tính của picture box. Picture box nó là control cho phép mình lấy ảnh đưa ra trên màn hình ha. Các thuộc tính của nó bao gồm image, cho phép là cái gì? Quy định cái bức ảnh mà truyền vào cho picture box của mình là bức ảnh nào. Rồi, border style. Border style là quy định cái kiểu đường viền. Size mode là chế độ hiển thị. Ha, đây. Cô có bức ảnh nè.
Cô lấy ảnh, cô đưa vào thì sử dụng thuộc tính image. Cô đặt nó là bit ha. Một đi. Rồi sử dụng image, lấy ảnh truyền vào. Thì lúc này các em mới import cái ảnh ở trên màn hình, ở trên máy của mình, import cái ảnh nào đó, import ảnh lên. Rồi, chọn cái ảnh tương ứng. Sau khi cô import cái ảnh rồi thì cái ảnh nó như thế này nè ha. Thì là thuộc tính image á, là cho phép mình lấy ảnh. Thuộc tính border style là quy định cái ảnh của mình có khung hay không, khung đơn hay là khung dạng 3D. Thì đó là mình sử dụng cho cô cái border style. Quan trọng thuộc tính nè, size mode nè. Cô muốn chỉnh lại cái dạng thể hiện ảnh ha. Ảnh nó đang thế này, nó đang lấy góc trên bên trái. Bây giờ cô chỉnh lại cái picture box, cô lấy chỉnh lại cái size mode của nó. Cái câu này nó có nằm trong đề thi trắc nghiệm đó ha. Size mode mình sẽ cho, mình chỉnh lại cái dạng hiển thị của ảnh, cô cho nó là strange made đi. Đó. Thì nó hiển thị hết cái ảnh ra cho mình ha. Thì lúc đó các bạn nắm cho cô, size mode nó dùng cho phép mình là gì, chỉnh lại cái chế độ hiển thị của ảnh. Thì chúng ta sử dụng cho cô cái chọn thông qua thuộc tính size mode ha. Ha. Bây giờ cái ảnh này á, nó là ảnh đưa lên từ giao diện design. Bây giờ cô muốn tạo random một cái bức ảnh để chèn lên đây ha. Bây giờ ảnh không lấy cố định nữa mà là ảnh random. Mà ảnh random thì mình phải biết code, chứ mình không thể nào mình làm bằng tool được. Thì là cái image này cô chưa có ảnh ha, cô chưa có ảnh. Bây giờ cô muốn là ảnh của cô phải được random ra từ ở đâu đó không biết ha. Cô có mấy bức ảnh ta à, đâu mất rồi. Cô có hai bức ảnh này đi ha. Cô có hai bức ảnh ha, gấu một gấu hai nè. Bây giờ cô muốn ảnh nó lấy random. Nãy cô mới tải có bốn bức ảnh thôi ha. Cô muốn là nó có, nó lấy ba nè. Lấy ảnh random ha. Thôi, một. Cô sửa lại một tí cho các bạn. Một. Hai. Ba đâu mất rồi. Ba. Cô có bốn bức ảnh như vậy. Có bốn bức ảnh là một, hai, ba, bốn nè. Bây giờ cô muốn sửa bốn bức ảnh này. Ủa nãy cô có 6 bức, cô có 4 bức, cô sao chép 2 bức thì phải là 6, còn có 3 vậy ta, thôi kệ đi ha. Ở đây cô có 4 bức nè, cô muốn lấy một trong 4 bức này ha. Thì bây giờ ảnh của mình sẽ là random nha các em. Thì cô sẽ viết sự kiện cho nó nè. Bây giờ cô muốn lấy ảnh random thì cô phải biết cô random là số nào. Thì mình học cho cô về là cái gì? Sinh ngẫu nhiên số. À, sau đó là cái gì? Lấy ảnh từ máy. Rồi tiếp đến là cái gì? Đưa ảnh vào picture box ha. Đó. Mình sẽ phải làm những hành động này dùm cô. Muốn đưa ảnh vào picture box thì dùng image đúng không? Thì sẽ là picture box nè chấm image sẽ bằng cái gì? Lấy ảnh từ ở, lấy ảnh từ ở máy tính đưa vào à. Nếu mà bên design á, thì mình đi vào cái image mình kéo thôi. Còn nếu mà viết code thì sao các em? Thì sử dụng cho cô image chấm from file ha. Lấy ảnh từ, từ đâu? From file, từ cái bức ảnh sau, truyền vào cho nó cái đường dẫn ha. Thì đây của cô là đường dẫn đến bức ảnh. Ảnh của cô nè.
ảnh số 1 chấm JPEG đúng không? Nếu mà cô lấy bức ảnh này thì cô sẽ phải đưa đường dẫn là ảnh số 1 chấm JPEG. Thì đây là bức ảnh tương ứng nè. Truyền vào cái đường dẫn. Rồi xẹt 1.gbet. À, này biết lỗi gì không các bạn? 1.gbet là cô mới đặt tên nè ha. Muốn là dấu xẹt thì phải là hai dấu xẹt. Cái từ đặc biệt đúng không? Nó mới hiểu. Thay vì mình cứ xẹt xẹt như vậy để nó hiểu dấu huyền là ký tự đặc biệt thì sao? Thêm a cộng trước. Đó. Thì lấy truyền đường dẫn vào. Không có a cộng nó báo lỗi nha. Không có a cộng, không có a cộng thì các em phải thêm dấu xẹt vào cho nó hiểu đằng sau là dấu xẹt huyền không phải là dấu xẹt ký tự đặc biệt. Còn nếu mà để nó hiểu trong nguyên cái dấu nháy đôi này của mình lại một chuỗi hết, không cần biết có ký tự đặc biệt hay không thì sử dụng cho cô ký tự a cộng. Đó. Để nó hiểu rằng ở trong cái dấu cặp nháy đôi của mình á, là một chuỗi hoàn toàn không phân biệt có ký tự đặc biệt hay không có ký tự đặc biệt. Vậy là mình đưa cái ảnh nó vào, giả sử chưa có sinh random thì khi mà cô chạy á thì nó lấy cái bức ảnh nó đưa lên cho cô nè. Đúng không? Rồi bây giờ cô muốn nó phải sinh random cho cô. Ha, thôi cô đưa vào cái picture box, cô đưa vào cái bức tông đi. Ha, để mỗi lần click á cái nó sinh random một bức ảnh cho mình cho vui. Rồi. Cô đưa nguyên cái đó xuống dưới đây nha. Bây giờ cô muốn là ảnh phải random ra. Mà ảnh random thì mình phải muốn biết random cái nào. Cô đã cố tình đặt ảnh của cô là 1 2 3 4, đúng không? Vậy thì ở đây cô chỉ cần làm gì các em, cô khai báo một cái biến là số ha. Giả sử ban đầu cô cho nó là số 1 đi. Đó. Thì ở dưới này cô chỉ sửa gì? Cô sửa cái số 1 này nè thành số ha, cộng với gì, cộng với số, cộng với chuỗi tương ứng ha. Thay vì hồi nãy của mình là in my ha, rồi 1.gbet thì bây giờ cô thay số 1 bằng cái số ở đây ha, thì nó sẽ lấy cái số 1 nó hiển thị ra cho mình đó, nó lấy cái số 1 nó hiển thị ra cho mình nè. Bây giờ cô sửa thành số 2 thì nó sẽ lấy cái số 2 nó hiển thị ra cho cô, ban đầu là ảnh số 1. Cô nhấn vào đây, nó hiển thị cái ảnh số 2. Đó là mình. Vậy bây giờ nhiệm vụ của mình là sao các em? Nhiệm vụ của mình là sinh ra cái số ngẫu nhiên. Thì sinh ra số ngẫu nhiên thì là hàm gì? Hàm random đúng không? Cô khai báo một biến random. À, khai báo một biến random. Trong thứ đối tượng muốn xài là phải tạo mới đối tượng hết. Đó. Khai báo một biến random. Rồi bây giờ cô muốn phát sinh ngẫu nhiên một số từ 1 đến 4 ha. Thì cô sẽ ghi như sau, số sẽ bằng random.net. Muốn sinh một số từ 1 đến 4 thì cô truyền vào 1 năm. Đó. Thì nó sẽ phát sinh cho cô ngẫu nhiên một số từ 1 đến 4. Ha. Rồi có được ở đây rồi thì mình đưa vào luôn. Hai này cô gập chung mình nè. Lấy ảnh rồi đưa vào picture box cô gập chung mình nè. Có được số rồi thì nó lấy vào. Ha. Thì cứ mỗi lần mà cô nhấn nét, nó phát sinh ra một cái random từ 1 đến 4 gì đó. Nó lấy ảnh, nó đưa vào picture box cho mình. Thì đó được gọi là cái gì? Tạo ra một số ngẫu nhiên rồi lấy cái ảnh tương ứng với số đó truyền vào cho cái picture box của mình ha. Nếu mà hồi nãy mà cô đặt tên là bool 1, bool 2 thì ở đây mình sẽ thêm cái chuỗi vào ha, bool 1, bool 2 gì đó tùy thuộc vào. Thì muốn làm được random thì các em sẽ phải tổ chức lại cái đặt tên ảnh của mình ha, tổ chức lại cái đặt tên ảnh để ở đây mình xử lý cái chuỗi ảnh truyền vào. Đó là mình làm với lại cái picture box mà sao nạp lên từ máy. Xem có chỗ nào chưa hiểu hỏi giùm cô, cho các bạn 2 phút suy nghĩ. Cô chuẩn bị mở rộng vấn đề ha. Nhớ là cái bài tập cô cứ mở rộng hoài thôi, bởi vì mình có rất là nhiều cái vấn đề mình làm thực tế mình đụng phải. Chỗ nào chưa hiểu hỏi giùm cô.
Cô dạy có nhanh quá không các em? Nếu mà nhanh quá thì nói cô nha. Cô trồng một cái ớt mà ngóng nó bữa giờ không thấy nó ra trái gì hết. Rồi, cô mở rộng vấn đề nha. Đi nhờ nha. Mình đưa cái bức ảnh vào với đường dẫn như thế này. Thì các em thử suy nghĩ giùm cô nè. Bây giờ cô di chuyển cái project này sang máy khác cô chạy. Thì cái đường dẫn này nó còn không các em? Không. Hoặc là bây giờ cô di chuyển cái thư mục hình này của cô. Cô đang để ở trong mình mây. Ha. Bây giờ cô có nhiều thư mục hình quá. Cô nêu mới một cái thư mục. Cô đặt tên là cái gì? Ảnh 1. Đó. Rồi, cô lấy hết mấy cái ảnh, cô đưa vào ảnh 1 đó. Thì lúc này chương trình của cô chạy nó sẽ báo lỗi. Đúng không? Nó không lấy được cái ảnh nữa. Đó, nó báo lỗi nè. Nó không lấy ở trong cái đường D in May 1 này nó không có cái ảnh đó nữa, nó báo lỗi. Thì bây giờ sao? Nếu mà mình truyền cái đường dẫn như thế này, đường dẫn như thế này được gọi là đường dẫn gì? Tuyệt đối. Có nghĩa là trong cái ổ D, trong mình mây, trong lập trình giao diện phải có cái ảnh số 1 như vậy. Thì giả sử em viết game xong cái em đưa qua mấy bạn mình, mấy bạn mình đâu có đặt tên giống như mình, thì nó sẽ báo lỗi như vậy. Ha. Thì thay vì mình đưa vào đường dẫn tuyệt đối, thì các em đưa cho cô vào đường dẫn tương đối. Và đường dẫn tương đối đó cô sẽ định nghĩa như sau. Cái project này cô lưu ở đâu? Cô sẽ chuyển nó sang một cái đường dẫn tương đối. À, cô cho nó sang đường dẫn tương đối đây. Cô để trong thư mục này. Thì để nó chuyển sang đường dẫn tương đối thì nó sẽ thế này nè. Cô sẽ muốn là cái project của cô nó mang đi đâu thì cái ảnh nó đi theo đó. À, project của mình mang đi chỗ nào thì ảnh nó có ở ngay thư mục trên máy đó luôn. Cho nên cô sẽ lưu cái ảnh của cô vào project. À, và cô sửa thành đường dẫn tương đối như sau. Ở đây cô có một thư mục tên là ảnh 1 rồi. À, và trong ảnh 1 nó có các thứ hình. Thì cô sẽ chuyển thành đường dẫn tương đối là cái này là cây thư kiện Formlot nè. Cô sẽ chuyển thành đường dẫn tương đối là vào lập trình giao diện vào ảnh 1. Rồi mà lấy cái hình số 1 nè. Rồi, ở đằng trước này nè, cô xóa đi. Vậy là lúc này cô sẽ định nghĩa là lấy cái ảnh ở trong cái thư mục ảnh 1. À, lấy cái ảnh số 1 cho cô. Thôi cô đặt tên lại đi, cái số 1 này đọc nó khó chịu quá. À. Trong cái thư mục ảnh buôn có buôn này sẽ có cái ảnh số 1 lấy ra. Nhưng mà bây giờ nè, làm sao biết cái thư mục ảnh này nó nằm ở đâu trên máy của mình? À, thì các bạn sẽ sử dụng cho cô thêm một cái nữa. À, thay vì đây là đường dẫn tương đối thì phải chỉ cho máy nó biết chứ. Cô khai báo một cái biến. Hoặc là cô khai báo biến toàn cục cho hai thằng này nó hiểu nhau ha. Thằng hai sự kiện nó hiểu nhau. Cô khai báo một cái biến là đường dẫn. Đó. Và đường dẫn của cô sẽ như sau. Truyền cái đường dẫn xuống đây nha. Bây giờ cái đường dẫn của cô á, nó phải là đường dẫn tương đối. Để lấy đường dẫn tương đối thì cô sẽ nó trên WinForm nó có câu lệnh này nè, application. Nó có trong ngân hàng đề thi trắc nghiệm nha các em. Chấm star up. Đây. Cái câu lệnh này nó sẽ trỏ đến cái thư mục thực thi của project. Có nghĩa là nó sẽ trỏ đến đây nè. Nó sẽ trỏ đến bin debug.
Đó, chứa file SE. Có nghĩa là cái thư mục đó nó sẽ trở đến bin debug của project của cô. Thì cô chỉ việc làm gì các em? Cô copy cái thư mục ảnh bool này nè, cô đưa vào đây. Đó. Cô copy thư mục ảnh bool, cô đưa vào bin debug ha. Thì lúc này nó chính là cái đường dẫn mà cô mới vừa thiết lập xong. Đi vào bin debug của project. Đi vào cái thư mục ảnh gốc bool, lấy cho cô cái ảnh số 1.jpg ra. Vì khi mà các em mang cái project đi đến máy nào thì máy đó luôn có luôn cái thư mục ảnh gốc bool rồi. Thì đây chính là đường dẫn tương đối ha, mà nó sẽ trỏ đến cho mình cái gì? Chứa file cài đặt của project, chứa file thực thi của project luôn. Nhiệm vụ các em chỉ cần copy cái thư mục ảnh đó vào bin debug của chương trình thôi. Rồi hôm sau học thực hành đó, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn setup, tạo file setup ha. Thì khi mà mình tạo file setup thì nếu mà có ảnh có những cái liên quan á thì chúng ta xử lý sau ha. Đó là chúng ta nắm cho cô, thì em ta chỉ cần nắm cho cô cái tạo đường dẫn tương đối thôi đó. Rồi thì ở đây mình sẽ chuyển nó sang từ cái đường dẫn tuyệt đối, mình chuyển sang đường dẫn tương đối giùm cô ha. Đến thư mục cài đặt nè, thì để cho bên dưới nó xài được thì ở đây cô chỉ trỏ đến cái ảnh thôi ha. Cô chỉ trỏ đến cái ảnh thôi nha. Cộng với đây lấy số 1. Vì xuống đây mình sẽ đổi lại đường dẫn của mình sẽ là cái gì các em? Bát nè. Đó. Có dấu sẹt không? Có dấu sẹt rồi nè. Ha. Cộng với số 2.jpg, cộng với số 3.jpg. Đó, đó là xuống dưới đây mình mới thực hiện là cái gì? Thì khi mà form load là chạy đầu tiên nè, thì cô sẽ trỏ cái đường dẫn của cô đến ảnh bool trong bin debug. Rồi muốn lấy cái ảnh nào thì lúc đó mình chỉ cần lấy đường dẫn đó cộng với cái ảnh tương ứng để đưa vào cái image của picturebox. Thì xuống dưới đây của cô, đường dẫn của cô là đã trỏ lên ảnh gấu bool trong bin debug nè, cộng với lại cái số random. Số random chính là cái bức ảnh mà cô muốn lấy tương ứng đó. Thì khi mà các em viết phần chương trình mà nó sẽ có rất nhiều cái phát sinh để mình đi và mình thiết kế ha, cho nên các bạn nắm nhiều cách để các bạn viết giùm cô. Đây là mình viết mà mình lấy ảnh, để ảnh từ máy mình đưa lên, mà muốn lấy ảnh từ máy đưa lên thì phải có đường dẫn ha. Mà muốn đường dẫn thì các bạn có hai cách, các bạn làm đường dẫn tuyệt đối hoặc các bạn làm đường dẫn tương đối. Đường dẫn tuyệt đối thì các bạn chỉ cần truyền cái đường dẫn chứa bức ảnh vào trong cái image.form file cho cô là được. Nhưng mà nếu mà khi mà các em làm đường dẫn tuyệt đối á, thì các em chỉ viết cái phần mềm chơi trên máy của mình thôi, mình không có đi và mình xài được. Tại vì không có cái phần mềm nào mà mình viết mình tự chơi trên máy mình hết, mình phải đưa cho người khác xài nữa. Cho nên mình chuyển qua đường dẫn tương đối cho cô ha. Thì đây nó sẽ có câu lệnh để trỏ đến cái thư mục cài đặt chứa file thực thi của chương trình, file SE của chương trình đó, là application.startpod nè. À, nó sẽ trỏ đến cái thư mục chứa file cài đặt của chương trình, rồi mình lấy cái ảnh tương ứng mình đưa ra. Thì đây là câu lệnh nó có trong ngân hàng đề thi trắc nghiệm, nó là câu gì ta? Câu lệnh để trỏ đến thư mục thực thi của project. À, đó là câu lệnh này ha. application.startpod nó sẽ trỏ đến bin debug. Đó, nó trở tới đây nè, nó trở tới bin debug ha. Project của mình nằm ở đâu thì nó sẽ trở đến bin debug ở đó. Cho nên mình không cần biết project mình nằm đâu hết đó, tại vì nó luôn luôn trở đến bin debug của mình rồi, thì nó luôn luôn chứa file cài đặt ở đó. Thì học thêm cho cô câu lệnh này ha. Nó không có trong như nó có trong slide đó, các bạn xem giùm cô. Là nó có trong slide nè ha, chứa đến thư mục cài đặt của chương trình đó. Rồi mình qua phần tiếp theo giùm cô. Tooltip
Sun chip là cái gì đây? À, sun chip nó là cái dạng mà nhắc nhở. Xem cho cô ví dụ nè. Đây. Ví dụ người ta không biết làm gì thì khi mà người ta rê chuột vào cái OK này nè, nó sẽ hiển thị một cái ghi chú ở bên dưới ha, để cho người ta biết là người ta sẽ làm gì với control đó. Thì chúng ta sử dụng cho cô là tooltip. Tooltip đó là công cụ để hiển thị ghi chú hay là lời nhắc cho người sử dụng đối với các control trên form của mình ha. Nó sẽ có thuộc tính là chuỗi tiêu đề, tooltip title với lại tooltip icon ha, là biểu tượng. Nó sẽ có biểu tượng y hoặc là biểu tượng gì đó. Chuỗi tiêu đề của nó chính là cái tag mình muốn hiển thị như đó thôi ha. Để sử dụng tooltip thì ở đây ha, mình muốn xài tooltip thì ở đây mình chỉ việc là cái gì, tìm cho cô cái tooltip, kéo vào đây, kéo tooltip vào đây. Nó có tooltip 1 nè. Rồi, cái tooltip 1 đó ha, nó sẽ có tooltip icon nè. Rồi, nó sẽ có cái mình muốn chọn icon gì thì mình hiển thị, nó sẽ có nè, information là thông tin nè, warning cảnh báo, error lỗi nè. Mình muốn hiển thị cái gì? Ví dụ nó sẽ có cái lời nhắc ha. Cái lời nhắc là lời nhắc gì đó các bạn truyền vào đây cho cô. Rồi, mình muốn cho cái gì? Tooltip của mình nó đi theo cái icon nào ha. Thì đây các bạn sẽ chọn cho cô là gì? Tooltip on tooltip nè. Nó là tooltip 1 ha. Thì mình sẽ hiển thị lên ha, mình muốn là cái gì, nó có nè, chọn cái tooltip on tooltip tương ứng thì nó sẽ hiển thị cái giá trị tương ứng lên cho cái tiêu đề của mình ha. Các bạn có nhiều tooltip thì nó sẽ hiển thị nhiều cái tooltip ở đây. Nếu mà cô kéo một cái tooltip khác vào nữa đi, giả sử có hai tooltip đi ha, thì mình sẽ là cái gì? Nó sẽ hiển thị cho mình cái gì? Tooltip xử lý của mình. Cô sẽ chọn cái tooltip 1, chọn tooltip 2. Tooltip 2 của mình đưa vào cái tag tương ứng là gì đó ha. Thì nó sẽ hiển thị cho mình cái nội dung mô tả tương ứng ở đây. Đó là hôm sau mình sẽ có thêm các cái control khác nữa, chứ không phải là chỉ có cái tooltip này không ha. Các bạn thêm những cái phần đó dùm cô ha. Những cái này về nhà làm thêm cho cô nha. Đó là chúng ta sử dụng cho cô cái tooltip tương ứng. Rồi, mình qua thêm một số control nữa rồi mình hãy nghỉ ha. Control tiếp theo, numeric up down. Đây là hôm trước cô nói nè, mình nhập vào một cái số lượng ha, giá trị mà cho nó tự động tăng á, người ta tự động người ta click chuột thôi, chứ không có phải nhập vào. Thì các bạn sử dụng cho cô cái numeric up down. Đây, numeric up down là control cho phép mình là cái gì, click chuột vào nó sẽ hiển thị giá trị số tương ứng. Nhưng mà ở đây mình sẽ nắm cho cô các thuộc tính nè. Numeric up down cho phép chọn một số thực ha, hoặc số nguyên trong miền giới hạn của mình. Thì các thuộc tính mà mình nắm cho cô, từ máy đến máy thì chọn cho cô minimum hoặc là maximum là giá trị lớn nhất và hoặc là giá trị nhỏ nhất mà mình muốn là cái gì hiển thị ha. Muốn người ta chọn, ví dụ cô muốn là cái gì, số lượng là từ 1 đến 5 thì nhỏ nhất là 1, lớn nhất sẽ là 5. Rồi, cô muốn là cái gì, mỗi khi mà người ta click chọn á, nó tăng lên 1 hay là tăng lên 2 thì sử dụng cho cô increment. Nhớ thuộc tính này nha, nó có trong phần trắc nghiệm ha. Còn nếu mà làm với số thực thì sử dụng cho cô cái gì, decimal place, số chữ số lẻ là bao nhiêu chữ số lẻ, còn số nguyên thì không cần ha. Rồi, mình muốn lấy giá trị của numeric up down thì mình sử dụng cho cô thuộc tính value. Tất cả các thuộc tính khác ha, đa số các thuộc tính khác, cô xin lỗi, đa số các control khác thì để lấy giá trị của nó là thuộc tính tag, còn numeric up down để lấy giá trị của nó là thuộc tính value ha, nó khác chỗ đó ha. Rồi, phương thức của nó là phương thức value change ha. Mỗi lần cái số, cái giá trị đó thay đổi thì nó sẽ gọi cái phương thức là gì, value change, để cho mình biết giá trị nào thay đổi đó. Nên mình nắm cho cô thêm ở cái phần này nữa. Giả sử ha, cô đi vào cô làm một cái numeric up down, xóa bớt mấy này ha. Cô đi vào,
Cô có một cái numeric up down. Cô có một cái text box bên này. Xong một cái label đi. Cho này nó to lên tí. Cái này cô đặt tên là label quả cho nó 20 luôn. Rồi. Thằng này cô sẽ cho nó nhỏ nhất là 1. Thôi nhỏ nhất là 0 đi. Thì cô đi vào đây. Cô cho nó minimum nè. Nhỏ nhất là 0. Lớn nhất là 10. À. Rồi mỗi lần mà người ta chọn á, thì cái increment của mình nó tăng lên bao nhiêu. Mỗi lần người ta chọn thì nó tăng lên 1 thôi. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn nếu mà các bạn muốn mỗi lần tăng nó lên 2 là 1, 3, 5, 7, 9 gì đó, thì mình chọn cái increment bước nhảy là 2. Đây cô cho bước nhảy là 1 ha. Rồi bây giờ cô muốn là mỗi lần người ta tăng thì nó lấy cái số đó nó nhân với 2, nó hiển thị ra cái label bên cạnh ha. Thì mình sẽ phải viết trong cái sự kiện mặc định của nó là sự kiện gì, value change. Nhớ cho cô là phải biết được là khi nào mình quy định cái mình gọi cái sự kiện của nó ha. Cô muốn là mỗi lần người ta click vào cái numeric up down này thì nó sẽ lấy cái giá trị ở đây nè, nó nhân lên 2, nó hiển thị ra cái label bên cạnh đó. Thì mình muốn làm được hành động như vậy, mình phải gọi sự kiện thay đổi giá trị của cái numeric up down này, thì nó là sự kiện value change ha. Thì chọn vào đây, qua cái event, chọn cho cô sự kiện value change để mình thực hiện, mình thay đổi cái giá trị tương ứng ha. Gọi sự kiện value change của numeric up down nè. Nãy cô mới xóa cái feature box ha. Rồi, cô sẽ gọi cái sự kiện ở cái numeric up down ở đây, sự kiện value change. Trong này mình làm gì các em? Các em phải lấy được cái số của numeric up down ha. Cô khai báo một cái biến số ha. Lấy được số của numeric up down thì sẽ là numeric up down chấm, lấy giá trị là cái gì? Chấm value. Nhớ nha, để làm trắc nghiệm nha. Lấy giá trị của numeric up down là thuộc tính value, chứ không phải thuộc tính test nha. Các đa số control khác thì nó là thuộc tính test. Còn cái numeric up down thì nó là thuộc tính value. Nhưng mà lưu ý cho cô nè, value của nó là string. À, thì mình muốn lấy giá trị của nó, mình phải ép kiểu sang integer. Đó. Đa số các control trên WinForm, kiểu dữ liệu của test của nó, giá trị của nó đều là string hết. Mình muốn lấy số thì cô ép kiểu sang integer. Rồi. Sau đó mình sẽ gì vậy? Nó báo lỗi đây. Numeric up down chấm value. Numeric up down 1. Chấm to string. Lấy giá trị của nó nè, chuyển sang kiểu integer tương ứng. Ủa sao phải chấm to string ta? À vậy là nó hiểu integer hả? Numeric up down. Numeric up down chấm value. Sao vậy? Ép sang kiểu chuỗi nữa. Rồi sau đó mới ép sang integer. Ha. Mộ vậy. Giờ nó đâu phải lấy ra giá trị là value. À đi. Shimmer. Chuyển sang integer.
Rồi ha. Vậy lấy giá trị thôi các bạn, dùng tôi xin các bạn kiểm sang chuỗi. Ủa sao ngộ vậy? Numeric up down ở đây. Value. Value của nó tương ứng 0, 1, 2. Ủa vậy là nó hiểu kiểu liệu số chứ. Decimer ha. Để cô xem ha. Cắm ta đi. Thì đây mình sử dụng cái TwinTiger 32 cũng được. Đây là hai cách các bạn xài ha. Các bạn muốn xài cách nào cũng được hết. Thì đây mình sử dụng cho cô Integer chấm bass. Nếu mà integer chấm bạc thì phải ép sang chuỗi rồi. À, thì dùng hai cách này cho cô ha, cách nào cũng được nha các em. Vậy là do cái thuộc tính này của nó rồi. Thì các bạn dùng cho cô hai cách cũng được. Các bạn nhớ cách nào các bạn dùng cách đó. Numeric up down ha, nếu mà mình chuyển sang cái chấm bạc á ha thì mình ép sang kiểu chuỗi dùng cô tí, còn không thì mình dùng convert luôn. Ép lấy value, lấy giá trị của nó. Giá trị của nó trả về, thằng này là trả về decimer mà ta. Decimer thì các bạn ép kiểu tương ứng. Decimer số ép sang integer. Vậy là cái numeric up down của nó là trả về số chứ không phải là trả về chuỗi đó các em ha. Decimer ha. Decimer số mình ép sang integer. Thì các bạn dùng hai cách, cách nào cũng được ha. Để em sao cô xem vì sao cái thằng này nó phải bắt ép sang kiểu to string nó mới cho ép chứ không cho ép trực tiếp. Để em sao cô xem cái đó thêm ha. Rồi vậy là mình lấy được cái số rồi. Các em sử dụng một trong hai cách, cách nào cũng được ha. Sau khi mình lấy được số thì mình sẽ nhân 2. Thì cô lấy số bằng số nhân 2 rồi cô ép kiểu. Sau đó gán lên lại cho cái label, label kết quả chấm test sẽ bằng số nè, chấm toString đưa ra ngoài. À, để là mình xử lý những phần tương ứng của cô để chúng ta thực hiện ta chuyển cái ép kiểu tương ứng. Thì trong này các bạn chỉ cần nắm cho cô nè, muốn lấy giá trị của numeric up down thì sử dụng cho cô cái gì, value ha. Value nó cho phép mình lấy về giá trị, nó khác với thuộc tính test của các control khác. Các control khác thì mình muốn lấy giá trị của nó sử dụng đa số là thuộc tính test hết. Với numeric up down thì mình sử dụng value. Ngoài ra nó còn một thuộc tính sử dụng value nữa, đó là cái v float by với lại h float by. Đây cái thuộc tính này nè, v float by với lại h float by, các thanh cuộn ngang, thanh cuộn dọc á. À, thì mình học thêm hai control này nữa rồi mình nghỉ ha. Thanh cuộn ngang, thanh cuộn dọc là nó cho phép mình lấy về giá trị của nó, nhưng mà không phải là số như thế này, không phải là mình lít tăng giảm số ha, mà là dạng thanh kéo. Này là mình lít, mình tăng, mình giảm nè. Còn mình muốn lấy cái thanh kéo thì sử dụng cho cô cái thanh cuộn ha. Thì với thanh cuộn nó sẽ có, nó là dạng là cái gì, h
Hotspot 3 với lại Vspot 3 à, cho phép mình kéo di chuyển tương ứng, thì giá trị của nó cũng giống như cái numeric updown, lấy ra dữ liệu, lấy ra giá trị là value và nó là kiểu liệu integer ha. À, hiếm hoa có thằng integer đây ha. Rồi minimum maximum của nó, tối thiểu tối đa cũng là integer luôn, đó là mình sử dụng các cái thuộc tính đó, nó giống y chang bên cái thằng numeric updown, sử dụng các thuộc tính để lấy giá trị là value, thiết lập nhỏ nhất lớn nhất ha. Chỉ khác phương thức, thì cái phương thức của numeric updown ha, của mình, phương thức của numeric updown thì nó là value change ha, còn cái sự kiện mặc định của thanh cuộn sẽ là strong ha, thì đó là cái sự kiện cơ bản để các bạn nắm cho cô phân biệt giữa hai control này, nó xài giống như nhau hết ha. Sự kiện strong của cái thanh cuộn nè, nó cho phép mình lấy giá trị ha, thì các bạn sử dụng thêm các cái thuộc tính đó giùm cô ha. Rồi hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nha các em, cố gắng về làm bài tập giùm cô ha, bài tập mình nó đang nhiều lên rồi đó, thì các em phải làm cho cô được đến cái bài tập số 4 của bài thực hành 2 ha, làm cho cô luôn qua bài tập số 1 của bài thực hành 3, bài này hôm trước cô hướng dẫn rồi nè ha. Rồi sau đó làm cho cô bài bài số 2 mình chưa làm được đâu ha, sau đó bài này thì các em làm được luôn rồi nè ha, chương trình quay số bài số 3 của bài thực hành 3 làm được luôn rồi nè. Rồi bài số 4 thì chưa ha. Vậy là bây giờ các em đã có thể làm cho cô hết từ bài số 1, 2, 3, 4 của bài thực hành 2. Rồi qua bài thực hành 3 thì các em sẽ làm được bài số 1 và bài số 2, bài số 3 rồi. Đó. Làm trước giùm cô ha. Những buổi sau cô sẽ hướng dẫn, những hướng dẫn thêm. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn cái bài bài số 3 này cho các em. À. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn cái bài số 3 với lại cái bài tung bóng bài số 2 này. Đó, để là hôm sau mình phải học thêm control nữa. Rồi mình học thêm control nữa thì mình mới làm được bài số 4. Đó, để các em làm trước bài tập cho cô để nhớ bài nha. Rồi có câu hỏi nào hỏi giùm cô. À, cái bạn nào mà được có điểm cộng á, à, thì các bạn nhớ cái gõ tên điểm cộng vào giùm cô ha. Ừ này, nãy cô bị tẩu hỏa nhập ma, không chia nguyên, chia phần trăm cho 5% cho 7 mà cô ra không đấy, lâu lâu nó bị vậy đấy. Rồi các bạn nào có câu hỏi hỏi giùm cô. Rồi vậy là nãy bạn Nguyễn Bảo Long được một điểm cộng nè. Rồi